Ayo, xin chào quý vị và các bạn. Trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và ở đây thì chúng ta cùng nhau đập hộp trước Forenger Whitech bán tải hai cầu và giá cao nhất, phiên bản cao nhất của Ford bi turbo đây. Thì như mình có đề cập vào các bản tin ở trên channel Sống Cùng Xe hay cũng trên thông tin mà mình đã đăng tải trên kênh của mình. Thì đây là phiên bản mới 2020 và đã được thay đổi một số option trên xe. Thì chiếc xe này vừa đánh từ kho về và hơi tiếc là nó chưa kịp rửa. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Nhưng chúng ta sẽ có những cái nhìn nhanh nhất và mới nhất về chiếc bán tải khá là hot hiện nay trên thị trường. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy đây là chiếc đèn LED đã được trang bị thay thế cho chiếc đèn hit ở trên phiên bản cũ. Đấy, các bạn có thể thấy nhưng toàn bộ ở đây nó đã là đèn full LED, mắt full LED. Và điểm khác biệt thứ hai có thể kể đến thì chúng ta có một bộ la răng. Đây là la răng mới của Forenger Whitech. Đó, nó na ná giống với bộ la răng của Ford Everest Form 2017 đổ lại. Và cái thứ ba thì chúng ta có một cổng sạc USB gắn trên gương chiếu hậu của xe. Đó đây. Và hệ thống sinh 3.4. Hệ thống trên các phiên bản của xe Ford hiện nay thì hệ thống điều khiển bằng giọng nói đang là hệ thống sinh 3, và chiếc xe này hay chiếc Everest mới đã update lên hệ thống sinh 3.4. Sinh 3.4 khác gì thì nó có một hệ thống dẫn đường navigator bằng tiếng Việt và giao diện thân thiện, dễ sử dụng hơn với người dùng. Bốn điểm nâng cấp mới ở trên Forenger Whitech. Đây, sơ nhanh về nội thất. Vẫn là vậy thôi. Đèn tự động hay điều khiển đèn điều khiển các góc chiếu sáng của đèn. Gương, mặt gương điều chỉnh điện. Vô lăng thì tích hợp quá nhiều thứ rồi. Adaptive Cruise Control, tự động ga và giữ khoảng cách, đàm thoại rảnh tay, xinh, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống chống ồn chủ động và ghế da Fanny, ghế da Fanny theo chỉ vàng ngoái trách, điều chỉnh điện. Đấy, với cái đèn LED này thì quý khách hàng sẽ có hoàn toàn là ánh sáng trắng khi đi đường, chứ không còn là ánh sáng vàng kết hợp với ánh sáng trắng như cái đèn pha cốt sử dụng bộ đèn hit như ngày xưa nữa. Đấy, cảnh báo va chạm bằng radar. Vậy thì với cái phiên bản mới này thì mức giá bán hay chiết khấu khuyến mại hiện nay đang là như nào, thì quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Mọi chi tiết hay mọi cập nhật thì mình sẽ update sớm nhất trên channel của mình. Hy vọng quý khách hàng có thể cho mình một like, share và một subscribe để có thể tiếp tục ra những video, những thông tin mới nhất về các hãng xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.